Thực ra mình mua bàn cứng giấy vì mình không có rảnh. Mỗi lần muốn làm hộp giấy thì phải vẽ vẽ đo đo rất là tốn thời gian. Thay vào đó mình có thể vạch thẳng ở trên bìa cứng để làm dấu thế này. Dùng bàn xén mini cắt thẳng chỉ trong vòng 2 giây. Cắt rời những vạch mép thế này. Góc này thì bỏ đi nè, chỗ này vạt nó một chút. Con dao đi kèm ngoài dùng để cấn vạch thì còn dùng để miết chỗ gấp giấy. Phần miết này rất là quan trọng với dạng hộp giấy bằng băng keo hai mặt vì nếu không nó sẽ rất là dễ bung. Để ra cái hộp thẳng thớm như vậy thì mỗi công đoạn đều cần chú ý. Dụng cụ sẽ giúp thành phẩm chỉnh chu hơn rất nhiều luôn á.